Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Khoảnh khắc ngọt ngào trong đám cưới của nghệ sĩ Thoài Mỹ, hôn lễ của nghệ sĩ Thoài Mỹ và doanh nhân Phúc Thành diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 5 tại Cần Thơ và An Giang. Sau tiệc cưới trưa ngày 2 tháng 5 tại Cần Thơ, gia đình hai bên tiếp tục tổ chức lễ vu quy và tân hôn. Chị gái cô dâu xúc động khi dẫn em gái từ phòng riêng ra trao tay cho chú rể. Bà dặn dò hai em phải yêu thương và chăm sóc nhau trọn đời. Sáng ngày 2 tháng 5, chú rể Trần Phúc Thành cùng họ nhà trai từ An Giang về đất Tây Đô xin rước dâu. Chị gái Thoài Mỹ xúc động trao em gái cho em rể, nhắn nhủ cả hai phải thương yêu, nhường nhịn nhau để hạnh phúc trọn đời. Doanh nhân Phúc Thành sinh năm 1980, kinh doanh chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng tại các tỉnh miền Tây. Ngoài ra, anh còn là một diễn viên không chuyên, nghề chuỗi Thoài Mỹ, mặc áo dài ren trắng hỉ vung trong lễ vu quy, trang phục đính hàng nghìn viên pha lê cao cấp dọc thân áo và cách điệu thêm hai phần tà dài 3 mét, sâu vai để tạo vẻ thướt tha, nổi bật. Thoài Mỹ hạnh phúc chụp ảnh cùng gia đình riêng tại nhà riêng Cần Thơ. Thoài Mỹ chia sẻ, ở tuổi 52, cô mãn nguyện vì tìm được bến đỗ bình yên bên người chồng hiền lành, tâm lý. Ông xã ủng hộ Thoài Mỹ tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Sau khi kết hôn, cô dự định vẫn đi về giữa An Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Để nhận show, nếu có lời mời phù hợp, Thoài Mỹ và doanh nhân Phúc Thành sau khi đóng chung phim Hồn Lụa. Sau phim, anh tập trung kinh doanh. Trong khi Thoài Mỹ đóng phim, sau 3 năm hẹn hò, yêu xa, đôi uyên ương quyết định về chung một nhà. Thoài Mỹ được rước bằng xe mùi trần hạng sang. Đôi uyên ương có khoảnh khắc ngọt ngào trước khi xe hoa lăn bánh từ Cần Thơ về An Giang. Tại nhà chú rể ở thành phố Long Xuyên, cả hai thực hiện nghi thức truyền thống trước bàn thờ tổ tiên họ nhà trai. Cổng hoa nhà chồng Thoài Mỹ được trang trí ấn tượng với hình long phụng kết từ lá dừa và các loại trái cây đặc trưng ở miền Tây Nam Bộ. Trong mắt Thoài Mỹ, ông xã không giàu có về tiền bạc nhưng rất giàu tình cảm. Anh yêu tôi không vì danh hiệu nghệ sĩ nổi tiếng, mà vì chính sự mộc mạc chân chất của tôi. Anh luôn ủng hộ và hỗ trợ tôi tham gia các chuyến thiện nguyện. Cũng từng tham gia nghệ thuật nên anh cũng ủng hộ và tôn trọng niềm đam mê của tôi. Cô cũng chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh sau khi kết hôn. Thoài Mỹ là một trong những nghệ sĩ tài năng của sân khấu cải lương. Chị tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1969. Do nhà có 12 anh em nên từ nhỏ chị phải chật vật bươn chải với cuộc sống. Đi bán khoai, bán bắp, bưng bê hủ tiếu thuê để có tiền phụ cha mẹ. Thậm chí có khoảng thời gian cô bé Ngọc Mỹ còn phải đi ở đợ. Do có chị gái là nghệ sĩ cải lương nên sau những giờ lao động vất vả, cô bé Ngọc Mỹ thường lân la tới rạp. Một hôm, đoàn hát của người chị gặp sự cố, cô bé đóng vai sầu riêng không tới. Mọi người hốt hoảng đi tìm kiếm khắp nơi đến giờ diễn. Có người chợt thấy Ngọc Mỹ và nảy ra ý định với cô bé thế vai. Thế không ngờ, ngay khi hát những ca khúc đầu tiên, cô bé gầy gò, đen nhẹm ấy lại chinh phục được các nghệ sĩ. Vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp đến với Thoài Mỹ một cách tình cờ như thế ở tuổi 11. Sự nghiệp chằng chọi nhưng đường tình duyên của Thoài Mỹ lại rất gập ghềnh. Mối tình đầu của chị là Kim Tử Long. Họ yêu nhau không còn theo trường đại học Trần Hữu Trang. Bố mẹ Kim Tử Long cũng rất yêu quý Thoài Mỹ, đã nhận làm con. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp, hai người đi theo các đoàn khác và tình cảm dần phai nhạt, không thể duy trì tình yêu và họ coi nhau là bạn bè thân thiết. Họ kết hợp ăn ý với nhau rất nhiều. Vai diễn trên sân khấu, Thoài Mỹ từng kết hôn một lần, hôn lễ của chị được tổ chức hoành tráng với 1.000 khách quan. Nhiều người nhận xét đám cưới của nữ nghệ sĩ chỉ đứng sau hôn lễ của minh tinh Thẩm Thùy Hằng về mức độ hoành tráng. Tuy nhiên, Thoài Mỹ và người chồng sau này không tìm được tiếng nói chung, khủng hoảng tình cảm, từng khiến nữ nghệ sĩ tìm tới cái chết. Rất may, chị đã được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.